Sau khi hoàn thành việc sáp nhập xóm vào năm 2020, bản hương ước của xóm 4 xã Diễn Thọ đã được bổ sung hoàn thiện với 5 chương 30 điều. Những quy định cụ thể trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, các khoản đóng góp, xây dựng, nếp sống văn hóa và những quy định về kế hoạch hóa gia đình, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, việc gìn giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp từ xưa của cha ông để lại cũng được bản hương ước của xóm xây dựng cụ thể. Hàng năm, xóm tổ chức cuộc họp để ban truyền về hương ước của xóm đề ra để chúng tôi là tiếp thu và làm công tác là của xóm ban ra. Bản hương ước đã thực hiện nhưng mà theo nếp sống mới thì chúng tôi là thực hiện đầy đủ. Và nhưng mà giữ gìn nếp sống truyền thống cù ngay tê thì tốt, làm tốt đẹp cho quê hương. Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng, những đường làng khang trang sạch đẹp thì thôn Vân Tập, xã Minh Châu có những nét đặc trưng riêng, đó là có di tích lịch sử nhà Thánh, đền Lùm, giếng Thần. Để gìn giữ được những di tích văn hóa cũng như những nét sinh hoạt văn hóa cổ, chính là nhờ ban cán sự thôn và bà con nhân dân nơi đây nghiên cứu đưa vào những nội quy của bản hương ước. Dựa theo cái hương ước, cái quy ước của từ cũ đến nay đó, thì mình chẳng qua là mình phát triển thêm thôi. Chứ còn những cái nét đời là mình cố gắng thì giữ lại những cái nét đẹp của cái ông cha văn hóa, ông cha để lại. Nhất là những cái đường làng ngõ xóm bên mình phải phát triển thêm để làm nó để mà hắn chuẩn đẹp hơn. Tức là tô đậm thêm cái nét đẹp. Tức là bổ sung vô những cái truyền thống của ông cha ta để lại. Hiện nay, toàn huyện Diễn Châu có khoảng 170 xóm đã xây dựng được hương ước và đã được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận. Số còn lại đang tiếp tục hoàn thiện và phấn đấu. Đến cuối năm 2022, 100% thôn xóm đều hoàn thành việc xây dựng hương ước. Bên cạnh những nội dung về chính sách dân số, xây dựng nếp sống mới, những quy định về tự chủ trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thì các bản hương ước đều có những quy định về việc giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống trong việc cưới, việc tang, khuyến học, khuyến tài, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn và bảo tồn những di tích cổ làng, đình, đền, chùa, lễ hội vùng miền. Những cái hướng dẫn đó thì cái việc mà xây dựng cái nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư thì cái tinh thần cốt lõi đó là giữ gìn những cái phong tục, những cái nét đẹp mà xưa nay của cộng đồng dân cư đó đã được là lưu giữ. Đồng thời thì giữ vững cái bản sắc văn hóa dân tộc Và trong cái nếp sống văn hóa thì chúng tôi rất là chú trọng hướng dẫn cái việc là xây dựng những cái tiêu chí xây dựng nếp sống để phù hợp với những cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc xây dựng và thực hiện các bản hương ước, Diễn Châu cũng đã xây dựng được 12 cổng xã, phục dựng 9 đình làng, đền chùa, 35 giếng làng theo nguyên gốc kiểu dáng hoa văn, họa tiết cổ kính. Hiện vẫn còn hơn 60 phong tục, tín ngưỡng, lễ hội vẫn được người dân giữ gìn, có 51 di tích lịch sử được xếp hạng. Tất cả góp phần tích cực đến phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, qua đó giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.